giới Phật tử các Phật tử lắng nghe xưa Phật bảo các hàng Phật tử xuất gia rằng có mười trọng giới nếu các người thọ giới Phật tử mà không tụng giới này thời chẳng phải Phật tử chẳng phải dòng giống Phật ta cũng tụng như vậy tất cả Phật tử đã học sẽ học và nay học cần phải học Kĩnh tâm văn dự một Phật nói này Phật tử, hoặc mình giết, bảo người giết, phương tiện giết, khen ngợi giết, thấy giết vui theo, những đến chú thuật giết, nhân giết, duyên giết, pháp giết, nghiệp giết, tất cả các loài cá mạng sống không nên cố giết bổn phận Phật tử. Phải luôn luôn khởi lòng từ bi hiếu thuận, tìm phương cứu giúp tất cả chúng sanh. Trái lại, lung lòng vui ý, làm việc sát sanh, thời Phật tử ấy phạm trọng tội. Hai, này Phật tử, mình trộm, suối người trộm, phương tiện trộm, chú thực trộm, nhân trộm, duyên trộm, pháp trộm, nghiệp trộm, cho đến của quỷ thần, của cá chủ, của giặc cướp, tất cả của cải, một cây kim một sợi chỉ không nên cố trộm, phép Phật tử phải sanh lòng hiếu thuận. Phật tánh từ bi thường giúp cho tất cả người được phước an vui trái lại trộm tài vật của người thời Phật tử ấy phạm trọng tội ba này Phật tử mình dâm bảo người dâm cho đến tất cả người nữ không đặng cố dâm nhân dâm Duyên dâm, pháp dâm, nghiệp dâm, hành dâm phi đạo, những đến xúc sanh cái chư thiên, quỷ thần gái, phép Phật tử phải sanh lòng hiếu thuận, cứu độ tất cả chúng sanh, đem pháp trong sạch dạy cho người mà trái lại khởi lòng dâm nhơ mọi người, thật không lòng từ bi, Phật tử ấy phạm trọng tội. Bốn này Phật tử, mình nói vọng, dạy người nói vọng, phương tiện nói vọng, nhân nói vọng, duyên nói vọng, pháp nói vọng, nghiệp nói vọng, cho đến chẳng thấy nói thấy, thấy nói chẳng thấy, thân tâm nói vọng. Phép Phật tử thường sanh chánh ngữ, chánh kiến cùng sanh chánh ngữ, chánh kiến cho tất cả chúng sanh mà trở lại khởi ra tà kiến, tà ngữ, tà nghiệp cho tất cả chúng sanh thời Phật tử ấy phạm trọng tội. Năm, này Phật tử, mình bán rượu, bảo người bán rượu, nhân bán, duyên bán, pháp bán, nghiệp bán, tất cả rượu không đặng bán, vì rượu là nhân duyên sanh tội, phép Phật tử phải làm cho hết thảy chúng sanh được trí tuệ sáng suốt mà trở lại làm điên đảo cho tất cả chúng sanh thời Phật tử ấy phạm trọng tội. 6. Nay Phật tử, miệng mình nói tội lỗi của bậc xuất gia tỳ kheo, tỳ kheo ni và cư sĩ tại gia cho người khác nghe, hoặc bảo người nói, nhân nói, duyên nói, Pháp nói, nghiệp nói, phép Phật tử, nghe ngoại đạo, người ác chế đạo Phật là phi pháp, phi luật, thường sanh tâm lành, dạy bọn giữ ấy tin rõ lý đạo mới phải, mà trở lại nói tội lỗi trong Phật Pháp, thời Phật tử ấy phạm trọng tội. 7. Này Phật tử, khen mình chê người, bảo kẻ khác khen mình chê người. Nhân chê, duyên chê, pháp chê, nghiệp chê, phép Phật tử, phải thế cho hết thảy chúng sanh, chịu những điều hủy nhục, việc xấu đem cho mình, việc tốt nhường cho người. Nếu khuê đức mình, giấu việc tốt người, làm cho người chịu điều hủy nhục, thời Phật tử ấy phạm trọng tội. Tám, Này Phật tử, mình bỏng sẻn, bảo người bỏng sẻn, nhân sẻn, duyên sẻn, pháp sẻn, nghiệp sẻn, phép Phật tử, thấy tất cả người nghèo đến xin, tùy người ấy dùng món chi đều giúp cho cả, thế mà Phật tử lại đem lòng săn ác, nhận đến không cho một món, mũi kim, Sợi chỉ có người cầu pháp không nói cho một câu một bài kệ chúc pháp như vi trần mà trở lại mấy nhiếc, thời phật tử ấy phạm trọng tội chín này phật tử mình săn bảo người săn nhân săn duyên săn pháp săn nghiệp săn phép phật tử phải thường sanh lòng từ bi hiếu thuận đêm canh lành không xích mít cho cả chúng sanh, mà trở lại mánh nhiếc, tay đánh cây đập, cho đến lòi phi chúng sanh, ý còn chưa nguôi, người xin thú tội, nhỏ nhẹ cầu tha, vẫn còn dặn hòi không hết, thời Phật tử ấy phạm trọng tội. 10. Này Phật tử, mình chê ngôi tam bảo suối người chê ngôi tam bảo nhân chê duyên chê pháp chê nghiệp chê phép phật tử thấy ngồi đạo và người ác chê phật một tiếng như ba trăm mũi giáo đâm vào tim huấn chi tự mình chê chẳng sanh lòng tính lòng hiếu thuận mà trở lại giúp cho kẻ tà kiến và người giữ chê bai thời phật tử ấy phạm trọng tội các nhân giả dạ khéo học giữ như mười giới trọng của Phật tử đây cần phải học không phạm một giới nào chừng mảy bụi huống chi phạm đủ trong mười giới nếu phạm giới này đương đời không đặng phát tâm bồ đề cũng mất ngôi tỳ kheo tỳ kheo ni mười phát thú mười trưởng dưỡng mười kim can, mười địa tánh Phật quả nhiệm màu, thường trụ tất cả đều mất, đọa trong ba đường dữ, hai kiếp, ba kiếp, chẳng nghe danh hiệu của ngôi tam bảo. Vì thế, nên chẳng dám phạm một giới nào cả, các người hết thảy Phật tử. Nay học, sẽ học và đã học mười giới này, cần phải học kính lòng văn dữ.